Giờ trong bài này chúng ta sẽ học cách cài đặt cái phần mềm Rune Fastone 2.0 và trong Photoshop như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ để phần mềm này vào CD-ROM thì tự động nó sẽ auto run lên cái màn hình như trên màn ảnh đây. Phần mềm Rune Fastone này nó không thể cài trực tiếp, không thể cài từ đĩa cứng, nghĩa là chúng ta không thể chép vô đĩa cứng được, mà chúng ta phải cài trực tiếp từ CD-ROM mới được. Sau đó chúng ta phải chọn Install Rune Fastone 2.0 Plugin. Chương trình sẽ cài đặt và nó sẽ hỏi chúng ta cái đường dẫn để trỏ vào phần plugin của Photoshop. Chúng ta bấm Z. Chúng ta sẽ chọn vào Intone Rune Fastone 1.0 để chúng ta sẽ mở được những cái file, giả sử như sau này có những cái file cũ á, chúng ta mở được. Rồi chúng ta nhấn Next tiếp tục. Sau đó nó hỏi chúng ta cái nó cho chúng ta hỏi chúng ta cái thư mục plugin cần bỏ vào. Nó hướng dẫn chúng ta phải chọn vào format nè, hoặc là file format ở trong cái folder plugin, ở trong thư mục plugin của Photoshop, chúng ta phải chọn vào đây. Chúng ta chọn đúng vào Adobe Photoshop lớp 7 plugin. Chúng ta chọn vào file format. Đó, ta nhấn OK. Sau đó kêu mình phải chọn vào cái thư mục export hoặc là import export nằm ở trong thư mục plugin. Chúng ta chọn tiếp là ví dụ Photoshop 7 plugin import và export. Ta nhấn OK. Và nhấn ô OK. Đó, quá trình cài đặt chỉ có vậy thôi. Bây giờ chúng ta kiểm chứng xem là chương trình đã có chưa bằng cách ta mở Photoshop. Thì khi Photoshop khởi động thì chúng ta phải vào trong một cái thư mục file để chúng ta kiểm chứng xem đã có hay chưa, bằng cách là chúng ta sẽ open một cái file bình thường, cái file mà chúng ta đã chụp từ máy số hiện như đây. Ta mở cái file này, sau đó chúng ta sẽ mở thử vào trong mục export, ta nhìn thấy có Xenon Photon thì như là đúng, nếu mà cài không có đây là coi như sai. Tiếp theo chúng ta sẽ thí nghiệm bài này sử dụng mem Photon Xenon Photon như thế nào nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ vào để kiểm chứng xem cái file này nó kích thước thật nó như thế nào, bằng cách ta chọn là image size. Chúng ta xem nè, đây là cái file này độ phân giải là 300 đúng nè, ở đây là độ và kích thước nó chỉ có bề ngang 16.9 là khoảng 17, bề cao nó chỉ có 25 rưỡi thôi. Nếu như mình thấy vậy nè, mình thấy như thế này nè nha, mình thấy để 72 nè thì mình thấy 69 nè, 106 là chúng ta mừng đúng không, nhưng mà không phải đâu, độ phân giải này là không đúng. Chúng ta phải chủ động để ở đây nè, và khi nhớ nè, nếu nó đánh dấu thế này nè, mình phải tự động mình gỡ này bỏ đi, chứ nếu ta để đánh dấu đây có nghĩa là ta đang resize nó đó, đồng ý không? Giờ chúng ta bỏ đi nha, chúng ta cho đây là 300 đó thì ra đúng cái kích thước này. Bây giờ trường hợp ví dụ như anh em muốn resize cái ảnh này, bây giờ giả sử cái ảnh đây ảnh gốc, chúng ta sẽ phóng ảnh là lên 20 30 chẳng hạn nha, gấp đôi lên. Bây giờ chúng ta trước khi phóng ta sẽ xuất ra một cái kiểu là file FIF trước đã, ta nhấn vô rồi non phát ton. Nó sẽ hiện ra chúng ta cái bảng này và chúng ta sẽ đặt cái tên mà chúng ta cần cần phóng vô, để một e nha, ta đặt cái tên là ví dụ và chúng ta sẽ dùng cái lệnh là export thôi nè, nhấn như đây. Chương trình nó đang xuất cảnh này ra, ta thấy dòng texture dưới nè, nó đang xuất ra cho chúng ta đây. Nó sẽ đợi nó xuất, nó chạy tới từ một phần trăm đến 100% là kết thúc. Bây giờ chúng ta ngồi chúng ta đợi nha, nó thì tới 97% rồi, 98, và chúng ta đợi đến 100% tự nhiên sẽ tắt phần mềm này thôi. Thì phần mềm nó đang làm động tác là đang convert cái file chúng ta ra cái dạng là không độ phân giải, cái độ phân giải theo kiểu là theo theo kiểu của Xenon Photon. Và sau đó nó này là công đoạn output. Sau đó chúng ta hãy dùng cái lệnh open để đưa vào input. Bây giờ ví dụ chúng ta sẽ thí nghiệm từ cái bài này nè, chúng ta sẽ đưa nó cái hình này nè đang là 10 khoảng cỡ 10 10 10 15 rưỡi 16 đúng không? Chúng ta bung cái hình này lớn lên bằng Photoshop, bằng kiểu là cho nó hẳn khoảng cỡ 40 60. Cách làm bình thường là chúng ta sẽ dùng lệnh image size. Không, chúng ta đánh dấu rồi symbol. Chúng ta cho cái này nó lên là hiện nay nó đang là 16,9 m đây nè. Chúng ta cho nó ví dụ như đây là 40 thì đây là 61 đúng không? Chúng ta nhấn OK.
Thì chương trình nó đang làm tác là resize cái ảnh này bằng pháp thông thường, thì nó sẽ tự động nó nội suy lên, ta thấy là nó ra tới 97 m nè. Thì cái hình đó, nếu mà để coi cái thước thật của ảnh này như thế nào đó, chúng ta sẽ nhấn núp vào cái công cụ là cái kính lúp. Thì đây chính là cái kích thước đúng 100% của cái ảnh này, mình thấy nè, mình đưa khuôn mặt mình thấy rõ hơn. Bây giờ tôi để khuôn mặt nha, chúng ta thấy cái hình nó bị nhòe không, con mắt ta để đây nè cho anh em thấy rõ hơn, nó hơi nhòe ha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng Renon Fastone, chúng ta sẽ mở cái file mà nãy chúng ta mới export ra đó. Chúng ta sẽ chọn nhỏ E, chúng ta chọn file ví dụ này nè, ta open lên. Thì bây giờ chương trình Renon Fastone nó sẽ đọc vô đây, nó sẽ đọc nè. Hồi nãy chúng ta làm động tác mã hóa, bây giờ chúng ta làm động tác ngược lại là giải mã. Cái bước đầu nãy ta dùng lệnh export là mã hóa, nghĩa là chúng ta sẽ convert nó thành cái mã của Renon Fastone. Bây giờ chúng ta dùng lệnh open Photoshop, nó đang gọi cái ảnh kia lên để nó sẽ làm động tác là convert. Thì bây giờ chúng ta thấy đây nè, nó hiện bản Renon Fastone 2.0 lên. Thì bây giờ cái ảnh cái thước thật nó hiện nay mình thấy á, là nó là 19 mấy đây nè ha, nó đang là 100% nè. Bây giờ chúng ta có thể cho nó lên nhiêu, lên 400% chẳng hạn, hoặc là chúng ta cho nó kích thước chỗ này nè, nó tăng lên theo kiểu của mình. Hạn như ta cho lớn lên ha, bây giờ mình cho nó cỡ là 400, nghĩa là từ 15 mà lên 30, nghĩa là khoảng 300% á, khoảng 300%. Đó là cho 300% thì kích thước nó lớn hơn rồi đúng không? Ta nhấn open. Bây giờ cái Renon Fastone đang xử lý nó đây. Nó đọc mà đọc thông qua Renon Fastone để mà nó đưa được con giải lên. Thì cách này anh em sẽ thấy rõ hơn là khi mà tôi sẽ bật ra cái chế độ mà 100% hiển thị thật á, của cái ảnh so với ảnh kia thì thấy nó khác hẳn liền. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm chứng lại cái file này nha, sau khi xong xuôi chúng ta kiểm chứng là chắc chắn cái file này cái độ giải kích thước nó sẽ lớn hơn cái file mà chúng ta dùng Photoshop là nãy 40-60, cái này lên 45 nữa. Tôi đang làm đó là mới nâng 300% thôi. Thì cái file này tương đối lớn nha, chúng ta phải ngồi chờ đợi. Hiện nay là trên màn hình nó đang mở hai file với một file, nghĩa là một file thứ nhất kia là nó ngốn của chúng ta là 98 m rồi. Cái file này ngốn ít nhất cũng khoảng cỡ file này tới 150 m rồi. Bây giờ các anh em xem thử cái file này nha, ta coi cái thước thật nó đây. Nó là bao nhiêu nào, ta bỏ này ta đánh 300 vào đây cho thấy lên tới 49-76 đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử nha, chúng ta sẽ nhấn như này 100% nè, chúng ta nhìn kỹ nè, chúng ta dùng cái công cụ này ta kéo nó vô mắt nè, thấy rõ ràng sắc nét không, nét sắc hơn rõ ràng đúng không. Ta chỉ cần so sánh hai chỗ này thôi, đây nè, ta nhìn thật kỹ nè, con mắt này nè, con mắt này nó khác nhau hẳn chứ, đồng ý không? Nghĩa là cái độ phân giải này hoàn toàn nó không bị bể xíu nào chứ. Bây giờ với cái bể này nè, chúng ta làm rất là dễ, chúng ta dùng phần mềm nào nó hơi xíu này thôi, là hơi vỡ xíu thôi. Chúng ta dùng mềm là dùng cái gì, dùng cái bài nâng cấp ảnh cộng thêm Nimay. Nimay chúng ta làm lại thì chắc nó đẹp y như bản gốc. Bây giờ tôi sẽ mở cái bản gốc lên nè, bản gốc và khi chưa có resize á, khi chưa làm là anh em sẽ coi thấy rõ hơn. Đây là cái bản mà chưa resize, tôi sẽ cho lệnh revert là ban đầu nha. Đây là cái ảnh của mình là ở kích thước mình nãy mình thấy là bao nhiêu, 16 nè, không 17 nè. Bây giờ ta nhấn núp vào đây nha, ta coi ở đây nha. Đây chúng ta cho nó như thế này đây, chúng ta phóng lên đúng 100% nè, thì cái hình nó như thế này đây, rõ ràng mắt nó như thế này đúng không. Chúng ta phóng to lên nè, phóng to cho bằng kia nè, đây hình gốc mình nè, rõ ràng nó là sao, nó như thế này nè. Mà sau khi ta dùng phần mềm convert nó ra, thậm chí nó còn hơi bén hơn nữa là khác. Hình gốc mình nè, mà sau khi nâng lên rồi mà nó còn bén hơn là hình gốc nữa nè. Trong khi cái hình này nó nhòe nè, anh em coi nè. Hình này nha, nó nhòe hơn nè. Đó là một cách để ta chứng minh cho anh em thấy rõ ràng cái của nó. Anh em thấy không? Rõ ràng nó bị mờ nè, thấy không? Hiện tượng mờ so với gốc nè. Gốc nó bén hơn nè, thấy không? Nhưng mà sau cái hình sử dụng bằng Nimay nè, ở cái thằng mà Renon Fastone nè, nó bén nè, nó bị hơi vỡ xíu thôi, nhưng mà nó vẫn giữ được sắc độ bén của cái hình đó, thậm chí nó rõ hơn đây nữa nè, thấy không, anh em thấy rõ ràng không. Đó thì rõ ràng cái tác dụng phần mềm nó lớn mức độ như vậy đấy.